nói chung là e-shop miền Đông giờ đang hết rồi. Giờ mình trở về miền Tây. Trở về miền Tây hả? Đây giờ mới vô lay gai á. Dài dù nó có lay gai một trên này. Cái vụ đó gì? Dạ đúng rồi. Ồ, đấy sầu riêng 300 ngàn coi nó sẽ như thế nào. 300 ngàn. Anh làm ngay hàng có cầu đó. Trái sầu riêng 300 ngàn coi nó như thế nào. Như thế nào. Quá ngọt. Quá đẹp. Coi nó sẽ như thế nào. Cô bán gì mà đùm đề nhiều thế? Đi giao ai, giao cuốc á. Dạ. Làm theo mà giàu giống như là đi cô bán hàng lậu á. Mà con nghe mấy cái đó là giàu lắm luôn á. Nghe có đâu, nghe chứ đâu có thấy đâu. Tại cái đó là 1 là 4 mà. Không phải sầu riêng đâu. Không, sầu riêng lỗ sặc máu á, chứ không có phải đâu à. Ôi, cô Bến Tre, cái vườn sầu riêng của cô đang. Bến Tre cô ở chỗ nào? Cô ở Hàm Luân, Tiên Quỷ á, ngã ba Tân Lập. Con của Bến Tre đây, con Chợ Lách. Đó, cô ở cái Hàm Luân Tiên Quỷ, cái đó, cái hướng mà đi lên ngoài Tân Lập, con cú quá. Dạ, dạ, con biết rồi. Năm nay nước cũng mặn mà dần dần. Dạ dạ. Người ta đắp đê đó cô. 200 đúng không? Dạ. Người miền Tây mình dẻo vậy quá ha. Trời ơi, người miền Tây. Con nói lời thật sự thật thôi chứ không có dẻo. Thì đó thì con cũng nói mình thật thôi à. Dạ đâu đó chị. Quá ngon. Má ngon luôn. Dạ nè em thử ra anh đi ạ. Ừ. Kêu chú quá chồng á, không dám lựa sầu riêng luôn kìa. Ta còn trẻ vậy mà kêu thấu. Chết thì chết. Hả? Đó ai biết? Quan trọng là cái thấy trẻ hay không thôi chứ ai biết. Trẻ mà. Nhỏ nhỏ mà lấy hai ba trái được không em? Em gái ơi. Nhỏ nhỏ mà lấy hai ba trái được không? Lấy một trái thôi. Rồi hai trái này có chút xíu à. Để em báo tiền là hết tiền 365 ngàn. Ok chưa? Ông đi để cho Dũng đi nè, vô khui. Chị cái đó em hay lắm à. Bé sao tự nhiên vô thấy anh này kêu ảnh thằng chú ấy. Ơi, sao riêng luôn. Nè bỏ khẩu trang ra cho miếng nè. Thôi chở cho em. Thử đi ngon mắc cơm mưa gió. Có lộn không? Cái không có lộn đâu mà kìa. Cái này là bao nhiêu đây? 7 á. Rồi, sao riêng kìa Dũng ơi. 169k. Dạ, anh cảm ơn. Hiện tại là sầu riêng phục vụ cho ngày lễ rất là nhiều luôn. Ông bà, cô chú, anh chị và các bạn tha hồ mà tới và thưởng thức nha. Đúng rồi. Nhiều quá, nó ra. Bỏ nó đèo luôn rồi. Chị nó không có nhờ nó đèo luôn. Ờ. Chị mới giờ.
Mưa, mình đang ở nội có mưa đây rồi. Rồi. Dạo này phải lục nghề rồi. Đi sống miền Tây. Ít mua. Đã có đi sống miền Tây rồi nha, mà của chú chị và các bạn. Cách đây 3 tuần mà chủ kêu biết tới tháng 10 mới có đi sống miền Tây, nhưng mà ngờ đâu bữa nay là có. Về rồi, cái cơm đoàn đi thì về luôn, cái gì nữa. Thấy mày ngủ này là kêu ra. Thử nè chị ơi. Ok chị. Mấy tá nó quạt nó hết không? Hai ký cơm. Anh để hai hộp chay nha, hộp ký. Sầu riêng hả? Hay là mình muốn kéo ra? Cắt chặn miếng. Cắt chặn miếng. Anh có sầu riêng của miền Tây không? Có. Sao nó có tôi làm mai chứ tôi đi ra ngoài, nhưng mà cái đèn tay em đang có chút chị. Có gì mai đi, mai chị ra sớm xíu á. Đang hứng. Đang rồi, tự nhiên đang đứng giữa bữa sầu riêng đang thèm kiểu mai. Kiểu mai. Vậy thôi chứ. Nhiều khi gì thì đó tại đó. Không thì ghẹo cái cậu. Vẫn chứ đang thèm mà kêu mai ra mua ở trong đó mất hứng liền. Không anh, cái nào không ngon đó đây kìa. Nói chứ, chẳng ăn vốn luôn. Mua đây là mấy đứa.
ta luôn. Ừ, cặp nó chỉ ra là gõ được trái nữa gõ. Hồi nãy mày lát được mấy trái mà. Sọn ra luôn rồi đó, sọn ra nãy luôn đó. Cái đâu ra còn hả? Bốn trăm mười lăm cách mạng tháng 8, phường 13, quận 10, vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa, số điện thoại đặt hàng 0939 925 979, Trúc sầu riêng đó. Đây đây là Trúc. Trúc sầu riêng không có dân một nhé, nị sầu riêng không có dân gì đâu. À, cái tên này mà nếu mà dưới quê theo em biết nát luôn. Hả? Theo em biết á là cái tên này mà ở dưới quê á là Túc Sầu Riêng là người ta bán cơm đi. Không biết, nhưng mà kêu nị, nị là biết đúng không? Quên nãy giờ anh đưa cho mạng. Anh ăn đại đây có sao đâu mà, hỏi em cộng thêm sao? Gì đó mà. Thôi, đúng thì không có ai đâu. Của tôi ăn, cho tiền của tôi ăn. Bao nhiêu vậy anh? Dạ 307 đó chị. Sao còn tới 307?